thanh miện quê nhà đã đem tặng đất nước ta người tài. Phó thủ tướng đó là ngài Vũ Đức Đam, một nhân tài thời nay. Ứng với vận nước thời này, tài bá lỗi lạc, cao dày đức tâm, là hồng phúc của non sông, có nhà lãnh đạo hết lòng vì dân. Công danh lợi ích chẳng cần, chỉ cần phục vụ cho dân đến cùng. Đại dịch Covid phát bùng, ngài đã dốc hết sức mình cứu dân. Khó khăn ngài chẳng ngại ngần, nhiều đêm thức trắng chẳng cần nghỉ ngơi. Không một giờ phút thảnh thơi, đại dịch cướp mất nghỉ ngơi trong ngày. Ra nhiều quyết sách thật hay, ngăn chặn đại dịch đang lây lan tràn. Thật là cao quý muôn vàn, một người có tấm lòng vàng với dân. Tấm gương trong sáng vô ngần, con đường quan lộ chẳng phân vân gì. Một tư tưởng quá diệu kỳ, đảng phân công nhiệm vụ gì cũng vui. Sông pha thăng tiến không lùi, sát cánh bên đảng ngọt bùi sẻ chia. Không như lũ xấu xa kia, dùng quý trình để đem mua chức quyền. Ngài không tham chức tham quyền, nó luôn ve vãn nhưng duyên xa vời. Không len lỏi được vào đời của người vệ sĩ sáng ngời lòng dân. Chữ tâm chữ đức chữ tầm là nhà hùng biện nhập tâm quá tải. Hiện thân nhân sĩ của ngài song toàn trí dũng lại tài kinh luân. Tận trung với đảng với dân, không bè không phái, không cần chức cao. Nhiệm vụ gì được đảng giao đều là vinh hạnh tối cao của ngài. Không so đo với một ai, người dân ghi nhận chẳng sai chút nào. Non sông nước Việt tự hào, một phó thủ tướng thanh cao tuyệt vời.